Xin chào cả nhà có khỏe không? Đan Vy và Nam Minh mới vừa làm xong cái show bán hàng ở trên Vietoday Home Shopping. Bây giờ thì xuống đây cắt tóc cho Nam Minh. Vì coronavirus cho nên là cũng khó đi ra các tiệm beauty để cắt tóc lắm. Cho nên là Đan Vy cắt luôn cho Nam Minh. Bình thường thì cả nhà chắc thấy Đan Vy hay cắt cho nam, nhưng mà Đan Vy cũng cắt luôn cho nữ luôn nha. Bây giờ thì cắt cho người nổi tiếng xướng ngôn viên Nam Minh. Và mái tóc của Nam Minh thì rất là dài và nhọn ở phía đuôi, cho nên Nam Minh rất là muốn cắt cho nó bằng bằng lại ở phía đuôi một chút xíu. Bây giờ cái video này Đan Vy sẽ cắt cái tóc của Nam Minh, chúng ta cùng xem nha. Thank you.